Em Ngọc Hữu Ô Tô xin kính chào toàn thể anh chị lại quay trở lại channel YouTube của em, và hiện tại em đang ngồi trong một chiếc xe sedan phân khúc D nha anh chị nha. Toyota Camry. Chiếc xe này sản xuất vào năm 2007 nha anh chị nha. Màn hình của em nó đây. Odo thì có thể nói là chạy được 190.168 cây nè. Đó, hộp số tự động, xe đã được vào ba màn hình. Hàng ghế sau này chỉnh điện, hàng ghế trước này chỉnh điện, ba màn hình. Nội thất da bò cực kỳ xịn sò luôn. Vân gỗ. Ôi giời, những cái hộp cực kỳ xịn sò. Đã thấy chúng ta sẽ có nguyên một cái vô lăng chỉnh điện. Đó. Chỉnh điện này, nâng lên này. Đó. Rút xuống này. Đó. Rất là sang trọng luôn nha anh chị nha. Vô lăng trợ lực điện. Hai dàn lạnh trước và dàn lạnh sau riêng cho đằng sau bộ điều khiển này. Hàng ghế bên hông này, ghế bên hông này cũng chỉnh điện luôn. À, à, dễ để thấy này. Đó, nội thất là nội thất da bò xịn sò luôn nha anh chị nha. Học tỷ tay này, có thể trượt lên trượt xuống được. Đó, và cốp vẫn là cốp hai ngăn nha. Đó. Trên này thì chúng ta sẽ có kéo rem này, kéo rem sau này. Rồi ôi, bấm xuống này, tự động. Rồi bấm lên này. Rất chi là xịn sò luôn. Với mức giá 410 triệu, chạy 190 ngàn. Đó. Và cảm biến mưa tự động luôn. Chúng ta sẽ có lock. Mở lock. Lock mở lock. Lock. Lock này. Mở lock này. Rồi hệ thống kính cấp điện. Rồi xịn sò. Auto xịn luôn. Đó. Thêm đó chúng ta sẽ có kính chỉnh điện, rồi nhớ ghế hai điểm nha. Nhớ ghế trên này hai điểm. Lốc kê thì nằm ngay dưới này luôn. Ai, 2007 thôi mà sao đồ chơi vẻ siêu nhiều. Đúng không ạ? Siêu nhiều luôn nha anh chị nha. Màn hình này thì chúng ta sẽ có thể kết nối wifi rồi các kiểu đại điệu trên cái màn hình này. Đó. Số gia này có cam. Rất là xịn sò nha. Đó. Hộp số không lỗi nha. Đó. Xe này thì chúng ta có thể để ba hẳn số 6 luôn. Đó nè, em sẽ thử tần số cho anh chị nè. 1 2 3 4 5 6. Tầng 6 và tầng D nè, khi chúng ta qua S, qua S số nha. Chúng ta có thể qua S số đầy đủ luôn với con số này. Rất xịn sò luôn nha. À, rất là ok nha. Xe tình trạng điện không, điện đài không lỗi nha. Vô lăng xe này thì chúng ta sẽ sử dụng đó là vô lăng trợ lực điện luôn. À, vô lăng trợ lực điện nha. À, rất là ok nha. Và máy thì bên trong có thể nói là cách âm cực tốt cho xe luôn. À, trên này thì chúng ta sẽ có khoang học gió, điều chỉnh này giờ và đèn nổ startup này chưa có trời nha. Bên hông tắp bi rất là tốt này. Và toàn bộ cái hệ thống vân gỗ bên trong này cực kỳ xịn luôn nha. Đèn bên dưới chúng ta còn bộ tem. Đó. Và cái nút tắt hệ thống cân bằng này. Đó. Bật lên này. Rất đầy đủ. À, bên trên này phần trục. Trục B. Đó. Sản xuất Việt Nam nha anh chị nha. Đó. Nè. Năm sản xuất 2007, xe 2007 thôi mà đồ chơi cực nhiều luôn. Ốc ép cửa nẻo chưa có rớt cánh nào nha. Kinh đinh. Rất chắc chắn luôn. Da đồng xe này cực dày luôn nha anh chị nha. Và keo chỉ không mất bất kỳ phần. Ui dồi. Đóng cửa rất là xịn sò. Đèn đóm ok. Thêm đó bên dưới này, cái ghế, hàng ghế đằng sau này nó cực kỳ rộng rãi nha anh chị nha. Chúng ta sẽ có rèm, rèm cho hai bên nha. Hai bên chúng ta đều có rèm, chúng ta đều có màn hình nha. Đều có hai màn hình trên này. Và thêm đó, thêm bên trên này nữa. Một cái khoang để thò tay ra đằng sau cốp lấy đồ được nè. Đó. Chỗ này chúng ta sẽ có một hộp cốp này. Đây là đồ của anh em bữa nay còn nguyên đây luôn. Đây chúng ta sẽ có khoang cốp.
Đó. Kèm theo đó cái nút này chúng ta có thể mở rèm lên đó, hoặc kéo rèm xuống này. Ui dồi ôi, cực kỳ xịn sò luôn. Điều chỉnh nhiệt độ ở bên trong xe đó. Điều chỉnh thẳng nhiệt độ luôn nha. Đó, này. Anh chị có thể nhìn cho em này. Em ở đằng sau này có thể điều chỉnh nhiệt độ đằng trước bình thường nha. 19 độ này. Đó, và ghế có thể này, chỉnh điện nha. Chị có thể nhìn cho em này. Đó, ghế chỉnh điện đồng hành nha. Bên này cũng vậy này. Dỡ ghế lên, thụt ghế xuống bình thường nha. Và chúng ta không thích cái này thì chúng ta có thể đóng nó vào. Đó. Và da toàn bộ trong này sẽ là da bò nha anh chị nha. Da bò. Cái phong dáng của Camry thì có thể nói là cực kỳ ưa nhìn luôn. Phong dáng 207 cực kỳ chuẩn luôn. Cực kỳ chuẩn luôn nha. Em sẽ trả lại tay lái một vòng này. Đó, đồng thời em sẽ dỡ luôn capo luôn. Form dáng cực kỳ sình sò, xe đã được lên full đồ chơi rồi. Chúng ta sẽ có cảm biến lùi, cụm đèn đẹp, đúng không ạ? Xe này thì hiện tại đang sử dụng đó là động cơ 3.5 nha anh chị nha. Có cảm biến trước, cảm biến sau, đèn. Thầm nha anh chị nha, xe này máy ít rin luôn. Đó, riêng em này là máy rin chưa ra luôn nha. Sạch sẽ từ trên xuống dưới luôn nha. ABS thanh dầm cực kỳ phê luôn. Đó, đời tình chị cực kỳ phê nha. Keo chị không mất bất kỳ phần nào. Đó, chất xe thì có thể nói là chất xe cực kỳ tốt luôn. Đó, hộp số rin nha. Đợi em xíu. Hộp số rin nha. Và tổng quan thì về phần đèn, xe này được lên full dàn đèn luôn. 410 triệu có thể nói là mua được khá nhiều. Hai ghế chỉnh điện, đèn cản đã bật. Xe trong tình trạng đã kéo đèn. Như em lại bỏ qua cái tầng auto rồi. Đúng rồi. Riêng dàn đèn xe này thì auto phê luôn nha. Xe đã được lên hai cây xenon rồi, chợ sáng halogen. Mặt ga lăng ưa nhìn luôn. Đang mang biển bản 9A05129. Dàn vỏ thì những chiếc xe này thì vỏ sử dụng vỏ 17 inch nha anh chị nha. Mâm 17 inch luôn, to ngang mâm bán tải luôn, 4 thân đế. Chủ A cực kỳ chất nha. Xe đã được có một dàn viền inox trên này rất là sáng xe luôn. Đúng không? Thì qua chừng đó năm sử dụng mà chất xe có thể nói là 8-10 với mới luôn. Cụm đèn sau này không ố này, không khuyết. Hai ông cảm biến luôn, 1, 2, 3, 4 cảm biến. Độ hậu càng tốt, siêu đẹp luôn. Dở cốp của dòng này thì có thể nói là chúng ta sẽ dở cốp ở đây. Bên trong thì vẫn giữ cái sàn nỉ nha, vẫn là sàn nỉ, khóa cửa tài. Toàn bộ khóa này được làm bằng thép nha, không có bất kỳ cái gì. Đó. Anh chị có thể coi xe trực tiếp hoặc anh chị có thể chốt trực tiếp nha. Trong này thì vẫn đang còn đồ, tại vì xe này của ông anh cho nên là đậu trực tiếp tại cửa hàng luôn, mới mua xe mới nè, đổi điếc nè, đầy đủ nha. Đó, mâm sơ cua nè, rất là to luôn. Trong này là dàn quạt của máy lạnh sau nè. Vị chủ cam kết trực tiếp trên giấy tờ mua bán với anh chị, xe không cấn, không đụng, không ngập nước, không kết, không lỗi điện nha. Đó, còn tình trạng xe nổ bô rất là êm luôn. Đó, thì thầm luôn nha anh chị nha. Và cái form này thì cũng không lỗi thời bất kỳ, option cực nhiều luôn.
da bò, ghế chỉnh điện, 4 ghế chỉnh điện nha. 4 ghế chỉnh điện luôn. Thôi, ghế phụ chúng ta cũng chỉnh điện luôn nha. Đó, trong này chúng ta sẽ có hộp cốp. Đó, cửa khí phụ lái, vô lăng và start top nè. Đó, rất là ok. Khóa phụ lái. Xe này thì sử dụng cá nhân nha, cho nên cái phần bên phụ á, nó không bị chảy nhiều nha. Hình như là nó không có chảy luôn. Chữ Camry đang còn rất là tốt. Đó, cho đến phần cắp bi bên hông cũng vậy. Đây là móng cửa tốt nè. Gạt mưa thì chúng ta sẽ sử dụng gạt mưa tự động nha. Xe này thì chúng ta có hai chế độ. Và tổng cộng xe này chúng ta sẽ có 3 chế độ lái. Chúng ta có thể lái ở tầng đây, hoặc là chúng ta qua S, hoặc là chúng ta bán tự động nha. Đó, chữ số và cộng số trên này. Thì khi chúng ta ở tầng D và chúng ta bỏ qua tầng S, thì anh chị có thể nhìn cho em là xe có thể để bài bằng số 4 luôn. Cực máy này cực khỏe luôn nha. Cực khỏe luôn. Đó. Vô lăng, trợ lực điện và rất là nhiều thứ trên chiếc xe này được tích hợp. Đó. Đó. Đổ. Rồi tiêu hao nguyên liệu. Đó. Rất là ok nha, đầy đủ thông số kỹ thuật luôn. Và chiếc xe anh chị có thể nhìn cho em từ nãy tới giờ. Đó. Không lỗi bất kỳ nha. Đó, đã thiền nha, xe nhen nè. Dàn điện là những chiếc xe như thế này thì đa phần là sẽ là xe cá nhân của những anh chị làm doanh nghiệp nha anh chị nha. Cho nên là mình cũng không lo ngại về chất lượng. Còn dàn đồng của Camry thì có thể nói là được dày, dày hơn Mazda 3, là Optima rất là nhiều luôn. Dày hơn cực nhiều. Và nếu như anh chị nào thích chiếc Toyota Camry sản xuất vào năm 2007 phiên bản 350 này, hãy gọi cho em vào số điện thoại 0976124949. Anh chị có thể coi xe trực tiếp hoặc chốt trực tiếp nha anh chị nha. Và em xin thay mặt cho toàn thể anh em làm ô tô tại thị trường ô tô Tây Nguyên, kính chúc anh chị trên khắp mọi miền có thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui trong cuộc sống. Và anh chị hãy nhớ đăng ký kênh để cập nhật những xe mới nhất từ kênh YouTube bên em, cũng như giá xe phân khúc gia đình chính hiệu tại thị trường ô tô Tây Nguyên Lâm Đồng. Và xin hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo của em. Và anh chị nào cần bán xe hãy liên hệ em theo số điện thoại 0976124949 nha. Nhận thu mua tất cả các dòng xe gia đình, kể cả đời thống như thế kia, miễn sao xe đẹp nha anh chị nha. Tất tần tật các loại xe, miễn sao xe không cấn, không đụng, không lỗi, nhận hết. Và hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo này.